Thưa quý vị, giai đoạn 2021-2022, toàn tỉnh An Giang có 594 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Trong đó, có 159 lao động được hỗ trợ tín dụng với tổng số tiền hơn 15,5 tỷ đồng, 164 lao động được hỗ trợ chi phí ban đầu, đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Trên 842 triệu đồng, hầu hết lao động có việc làm ổn định, thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt. Từ nay đến năm 2025, phấn đấu đưa ít nhất 900 lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bình quân 300 lao động một năm. Bên cạnh công tác tuyên truyền, tỉnh sẽ mở rộng thị trường lao động tại các nước mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác lao động và một số thị trường châu Âu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, tạo nguồn lao động tham gia chương trình lao động kỹ năng đặc định dành cho lao động có tay nghề cao, chương trình du học hệ cao đẳng nghề, đáp ứng nhu cầu lâu dài của thị trường lao động trong và ngoài nước.